người dân di dời sau cuộc tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine. Một số người dân đã di dời khỏi khu vực bị chiếm đóng một phần của Kharkiv, alias Skripal. Họ đến khu vực Kramatorsk để sinh sống, cách chiến tuyến gần nhất trong cuộc chiến hơn 170 km. Họ tin rằng nơi đây vẫn an toàn hơn rất nhiều, nhưng mọi chuyện không như mong đợi, một cuộc tấn công đã ập đến. Khu vực trên đã bị tấn công bằng tên lửa và nó đã nhắm trúng vào một trung tâm mua sắm. Một người dân sống tại đây đang cân nhắc xem có nên chuyển hai đứa con của mình là Milia 7 tuổi và Miroslava 4 tuổi ra nước ngoài sinh sống hay không. Tôi lo sợ cho tính mạng của các con tôi, có lẽ chúng tôi sẽ quyết định rời đi. Thật lòng mà nói, tôi thật sự không muốn rời Ukraine, nhưng do ở đây thật sự quá nguy hiểm nên chắc có lẽ chúng tôi phải cân nhắc việc rời khỏi đất nước này cho đến khi cuộc xung đột kết thúc. Cô gái này chia sẻ sau khi giúp con gái mình đặt hoa tại một đài tưởng niệm không chính thức chỉ cách vài mét của trung tâm mua sắm. Thành phố công nghiệp này, nơi có kho dầu lớn nhất của Ukraine, đã bị tấn công bởi một số cuộc không kích kể từ cuộc tấn công ngày 24 tháng 2 của Nga và Ukraine. Những người dân cho biết các cuộc tấn công trước đó không tấn công vào các khu vực dân sự. Các nhà điều tra cho rằng tên lửa trong cuộc tấn công trên là tên lửa hành trình X-22 được bắn từ bên trong nước Nga. Nga cho biết cuộc tấn công của họ nhằm vào một kho đạn dược. Trung tâm mua sắm này nằm cạnh một nhà máy mà Ukraine cho rằng đã không được sử dụng và không thể coi là mục tiêu quân sự. Các cư dân của Kremenchuk đã đến đài tưởng niệm tạm thời. Họ đã mang hoa, đồ chơi mềm và nến để tưởng niệm những người không may đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công.